Kết của ánh màn đối đầu giữa Chibu và Jessica ở Đạp Gió 2023 sẽ sốc không tưởng. Tuy mới chỉ là tin đồn trong cộng đồng khán giả đi xem vòng công diễn 4 của Đạp Gió 2023, netizen Việt vẫn ngỡ ngàng không tin nổi kết quả màn đối đầu giữa Chibu và Jessica. Vòng công diễn 4 của Đạp Gió 2023 sẽ càng thêm hấp dẫn khi nhiều thí sinh từ những mùa trước quay trở lại hỗ trợ các đội. Theo tin đồn của cư dân mạng xứ Trung thì Jessica sẽ kết hợp với Tạ Na, Chu Châu trình diễn ca khúc điệu Cha 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 lúc nửa đêm. Còn Tôn Duyệt, Lưu Tịnh Sang sẽ cùng Châu Bút Sướng trình diễn bài Nhìn. Chibu trở lại cùng đội với Ella, kết hợp thêm CA, Miss A thể hiện bài Search Up and Down. Ban đầu khi nhìn màn đối đáp này thì netizen khá lo lắng cho đội của Chibu vì ai cũng biết thí sinh của Việt Nam mạnh về vũ đạo nhưng giọng hát thì khó mà cạnh tranh với nhiều đối thủ khác. Nhưng chẳng ngờ màn trình diễn của đội Chibu lại giành được nhiều phiếu bầu nhất và chiếm luôn vị trí số 1 trong bảng kết hợp với các cựu thí sinh, bảng còn lại dành riêng cho tỷ tỷ của năm nay. Theo đó, đội Jessica đứng hạng nhì, sau đó tới đội của Châu Bút Sướng. Kết quả này khiến cho người hâm mộ Chibu rất phấn khích và cho rằng cô đang có cơ hội để debut cùng nhóm nhạc chiến thắng, khi từ vòng công diễn đầu tiên đến giờ luôn có thành tích tốt, thứ hạng chung của cả đội hay thứ hạng cá nhân đều nằm trong top cao. Dù sao thì đây mới chỉ là tin đồn của khán giả đã đi xem vòng công diễn 4, còn theo lịch phát sóng thì đến cuối tuần này mới trình chiếu các tiết mục của công diễn 3. Đây cũng là phần thi khiến Chibu căng thẳng và áp lực nhất khi đồng đội đã không mạnh, lại thêm ca khúc Muốn Đi Biển có tiết tấu quá nhanh, rất khó để hát tiếng Trung cho đúng. Trước đó, trong tập 5 của Đạp Gió 2023, trước khi tiến hành thiết lập liên minh chia đội, MC cũng đã công bố danh sách 12 tỷ tỷ từng đảm nhận vai trò đội trưởng hay còn gọi là người sáng lập cỡ gió. Đây cũng là 12 người giành được tấm vé tiến vào vòng chung kết của chương trình Đêm Cỡ Gió. Vì là đội trưởng của team George Mary ở công diễn 2 nên Chibu cũng có tên trong danh sách trên. Danh sách 12 tỷ tỷ bao gồm Ella, Amber, Tạ Na, Lưu Tịnh Trang, Tôn Duyệt, Lưu Tích Quân, Chibu, Tăng Khả Ni, Tạ Hân, Alin, Cung Lâm Na và Chu Châu. Trong hậu trường chuẩn bị cho công diễn 1, Chibu cũng từng tâm sự muốn trở thành đội trưởng để giành suất vào chung kết. Các tỷ tỷ khác cũng thể hiện mong muốn được gọi tên ở vị trí này, cho thấy trở thành đội trưởng là một trong những điều kiện để các thí sinh tiến vào vòng đấu cuối cùng. Đạp Gió 2023 được cho là có tổng 5 vòng công diễn. Trước mắt, các thí sinh phải vượt qua 5 vòng này cộng với điều kiện từng đảm nhận vị trí đội trưởng mới có thể chính thức tiến tới đêm chung kết.